Wi-Fi của bạn luôn chập chờn, mặc dù là 5 vạch nhưng mà sử dụng vẫn rất là kém. Vậy thì xem hết video này đi, mình sẽ chỉ bạn cách khắc phục nha. Có thể rằng mọi người chưa biết, những vật cản lớn có thể tác động tiêu cực đến tín hiệu Wi-Fi của chúng ta. Vì vậy mà người dùng nên đặt router cách các thiết bị điện tử khác như là loa nè, TV hay tủ lạnh ít nhất 30cm để mà hạn chế cản sóng Wi-Fi. Đặc biệt, bạn không nên đặt router ở 3 khu vực chết để tránh gây gián đoạn hoặc làm yếu sóng Wi-Fi. Bao gồm phía sau TV, vị trí gốc của ngôi nhà thay vì ở trung tâm, và đặt trong phòng có cửa đóng kín. Vị trí tốt nhất để đặt router chính là trên bậu của cửa sổ, trên bàn hoặc tủ và những vị trí thoáng đãng gần nơi mọi người thường kết nối. Ngoài ra, người dùng chúng ta cần khởi động lại bộ định tuyến sau mỗi tuần hoặc nửa tháng nè. Mọi người hãy nhớ rõ nguyên tắc 30cm mình vừa nêu để Wi-Fi được tốt hơn nhé. Mình là Huy ICT, và với những gì khó trong công nghệ đã có Huy lo.